Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của anh Dũng Vision. Hôm nay là sáng chủ nhật, nhưng mà làm xong thì chắc đến các bạn cũng trưa rồi đây. Cũng chúc các bạn có một ngày chủ nhật vui vẻ với gia đình nhé. Thì chúng ta đi vào mặt trận luôn. Hôm nay thì nó cũng không có gì mới lắm so với hôm qua, nhưng mà cũng có một số cái thay đổi chút chút thôi. Thì có cái gì chúng ta cập nhật cái đó. Thì trước hết là chúng ta nói tại cái khu vực bán đảo Crimea và Biển Đen. Thì có thể nói là gần như là các cái khu vực này là ổn hết các bạn nhé. Cũng chả thấy ai bay biết rồi, cũng chả thấy cái tàu bè gì, tất cả các khu vực này nói chung là tương đối ổn. Thì cái hôm cách đây 2 hôm, tức là sau khi mà Nga tuyên bố là giới nghiêm khu vực Biển Đen và tất cả các tàu thuyền đi lại đây là tất cả đều là tàu quân sự tiềm năng, cho nên là đều bị kiểm soát hoặc là có thể là nói chung là không có an toàn. Thì sau đó 5 tiếng đồng hồ thì Zelensky cũng ra một thông báo là tức là ông bên Nga thì chỉ thông báo là khu vực bên Tây Bắc này thôi, thì chúng ta biết rồi. Đấy, khu vực mà nó chỗ Odessa ra hoặc là cái chỗ mà bên Rumani, giáp Rumani ra. Thế thôi, thì chủ yếu là chủ yếu toàn, tất cả các tàu bè đây sẽ kiểm tra. Còn Ukraine thì là tuyên bố là vừa khu vực này mà cả khu vực này luôn. Tức là cấm luôn Nga không được phép đi ra đi vào cái khu vực này. Thì nói chung là tuyên bố thì rất là ghê. Nhưng mà ngày hôm qua thì Nga là coi như là từ cái tuyến đường mà từ cái chỗ sân bay đây này, sân bay đây là sân bay lớn nhất của Crimea các bạn nhé, nó gọi là Zipatoria, là đi qua phía bên này, từ bên này qua bên này tôi to lên tí này, to lên tí các bạn nhìn, đấy các bạn thấy chữ Sulina là của bên Rumani rồi các bạn nhé, cái màu này của Rumani. Đây, cái chỗ này thì nó nếu mà nó vẽ cái ranh giới ra là nó cũng gần gần nhau đấy các bạn. Đấy, cái ranh giới ra tới đây này. Thì cái Sulina này nó lại thuộc về ấy. Là còn cái sông mà hôm qua chúng ta mà chỉ mà cái sông mà Danube mà chạy ra ngoài đây này của bên này này, nó là đây. Thực tế ra tới đây nó là hết 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 đất rồi đấy các bạn này. Đây là hết đất rồi. Thì cái bên này nó Ukraine các bạn thấy này, còn bên này là Rumani, thế là coi như cái ranh giới ra tới đây là hết đất, còn ra đây nó gọi là tức là cát, tức là cái giống như là thềm lục địa đấy, nhưng mà nó cũng tương đối thôi. Đấy, nó dạng một cái vịnh ở đây. Thì coi như Sulina thì nó giáp với lại cái chỗ mà nếu mà trong trường hợp cái cảng mà Ismail của bên này đi ra này, đấy Ismail hôm qua chúng ta nói đi ra là ra đây, đổ ra đây. Thì nếu mà Sulina thì nó cũng lạn nhạn, thì bây giờ nó không đi ra cái phía bên của cái Ukraine nữa. Đấy, cái sông Danube này các bạn biết này, đấy hôm qua chúng ta chỉ ra đây này, đấy ra tới đây này, Danube này, ra đây. Nếu mà nó không ra đây thì là của Ukraine, nhưng mà nếu mà nó đi rẽ qua bên này, đây cũng sông Danube này, bên này Rumani này, thì rẽ qua bên này. Đấy. Đấy có 2 đường rẽ các bạn nhá, thì rẽ qua đường này thì ra đường này thì nó ra là cái Sulina. Đây, Sulina này. Đấy, các bạn, Sulina thì nó lại thuộc về Rumani, mà cái chỗ này là Ukraine. Đấy, chúng ta phải thấy, chúng ta nhìn rõ chỗ này để chúng ta phân biệt chứ, thấy nó giống nhau. Đấy, cái chỗ này nó rất nhỏ này, chỗ này nó có một cái rẽ này. đây sông Danube này, và con sông Danube cũng chính là cái ranh giới tự nhiên luôn. Thì tới cái chỗ đoạn này là nó có một cái rẽ ra đây. Đấy, thì đây nó là một, tức là nó cái cửa biển đấy, hoặc là cửa sông Danube của bên Ukraine. Còn đây nó có một cửa này, nó ra đây. Đấy, cửa ra đây, nó là của Rumani. Thì cái cảng Sulina này là của Rumani các bạn này. Đấy, nó cách nhau có tí đấy thôi, nó cũng có ly lai thôi, cỡ cây số thôi, nhưng mà nó là 2 nước rồi. Thế thì trong trường hợp mà Ukraine đi từ Ismail này đi ra, đi theo cái đường Danube này, sông Danube này đi ra, đấy ra ngã ba sông, ông đổ ra đây thì là coi như là Ukraine, mà đổ ra đây thì là nó là Rumani. Thế thì bây giờ nói thật chứ Rumani nó cũng sợ, chứ không phải chỉ có Ukraine sợ đâu. Tất cả các nước nào, Mỹ biết, Thổ Nhĩ Kỳ đây cũng sợ hết. Thế thì hôm qua là coi như là từ tất cả cái tuyến đường này, tức là đây nó gọi là Zipatoria, đây là nó có thể nói nó là cái sân bay lớn nhất với Sulina này. Thì chúng ta thấy đấy, nó có một đường qua này đấy, có thể nói là một đường thẳng như vậy. Thì cái khu vực này là khu vực Nga quan tâm nhất, kể cả cái Sulina này. Thì hiện nay chỗ Sulina này nó có một cái tàu cá của Nga ở đây, nằm ngay cái chỗ này luôn. Này, ông cứ đi ra đây là gặp tàu cá của tôi rồi. À.
Cho nên là coi như là đấy, tàu Nga đậu đây đấy, còn các cái tàu khác nó đậu lang thang quanh quanh đây thì coi như không nói rồi. Nhưng mà có một cái đầu cá đậu ngay cái chỗ mà giữa cái ông Danip của Ukraine và một bên ông Danip của Romania đấy, không có ông nào hết. Thì không thấy Zelensky gì đâu, không 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 nã vào cái tàu cá này của Nga à. Cho nên người ta nói là nói phép là chỗ đó đấy các bạn nha. Đấy, tất cả khu vực này hiện nay là Nga đã nói là Nga kiểm soát, là Nga kiểm soát tất cả các tàu bè đi qua lại, là và kể cả những cái tàu mà đắm chằm chìm hoặc là những cái tàu mà coi như chết ngoài khơi là coi như đều ấy đều có thể họ sử dụng vào cái việc mà tấn công Nga hết. Rồi thế chúng ta đi vào cái chỗ này thì hôm qua Ukraine đã dùng cái loại bom là người ta đã bắn vào cái khu vực trung tâm này này, đây nó gọi là Otia Prosskoye, ốc Otia Prosskoye, nó này nổ cháy nổ rất lớn ở khu vực này các bạn nha. Đây cũng là một trong những chỗ trong những cái trung tâm, nó chỉ có một cái tuyến đường từ Zhanko đi xuống, một tuyến đường sắt thôi. Đấy, nhưng mà có khả năng đây là một cái khu dân cư thôi, nhưng mà có lẽ là họ đánh giá là một cái kho gì đấy của Nga là đánh nổ rất lớn đây. Thì hôm trước là đánh một cái ở đây, cái kho đạn ở đây có thể là lớn nhất của Crimea. Chúng ta đã biết rồi, nổ cháy mấy ngày thì hôm nay thêm cái ở đây thì có thể nói là họ cũng liên tục họ đánh phá vào các khu vực này các bạn nha. Đấy, sau cái vụ Crimea với lại một số cái chỗ mà Sevastopol, Zhankov là các nơi thì hôm trước thì đánh chỗ này, còn hôm qua thì đánh chỗ này. Rồi bây giờ chúng ta đi vào mặt trận thì chỗ Kherson này thì hôm qua là Nga đã đánh vào cái ngay phía bên Kherson này à, là coi như là cũng bằng UAV thôi, nhưng mà cũng khả năng là bị cháy nổ một cái doanh trại gì ở đây các bạn nhé. Cũng có một số lính là coi như là hy sinh à, bị thương. Còn cái chỗ mà cái cầu này, cầu Antonov đây thì là của bên hai bên là Ukraine đang kiểm soát rồi. Còn riêng cái cầu chỗ Elisi này, Eliski á, thì khu này thì UAV của Ukraine cũng đã tấn công lính Nga ở khu vực này các bạn nhé. Phía phía này nữa này, phía tây cầu, đây là cái cầu đây, đây là cái phía đằng này, chứ chưa qua bên cái sông bên này thì là lính Nga ở đây đã bị tấn công này, đây có thể nói là như vậy. Còn đi chúng ta đi lên phía trên này, lên trên này là cái ca khúc ca này, cái đập ca khúc ca hôm trước bị đánh vỡ đây, thì hôm qua là cũng Nga cũng đã tấn công ở phía bên này của cái đập, tiêu diệt được 30 lính Ukraine và hai xe bọc thép các bạn nha. Bây giờ chúng ta đi lên cái chỗ Piatykhaki. Thì hôm qua chỗ cái khu vực này và cái khu vực Belgorod là cái khu vực biên giới của Nga với Ukraine đấy, thì có thể nói tới rất nhiều các nhà báo, phóng viên của các cái hãng Ivestia cũng RIA Novosti của Nga này là đến khu vực này để định làm một cái phóng sự về cái bom chùm của Ukraine để cho thế giới biết, thì đã bị cái lực lượng của Ukraine tấn công khu vực này, làm tất cả các cái nhóm nhà báo này là phải sơ tán về phía phía sau của Zarubyanka. Nhưng mà cuối cùng cũng có một là nhà báo đã từ trần, đã mất, và mấy nhà báo khác thì bị thương, thì hiện nay thì cũng đang được điều trị tại các sở y tế của quân Nga ở phía sau của Zarubyanki này. Đấy, thì có thể nói đây cũng là cái tổn thất của đối với người Nga mà về bom chùm này các bạn. Đấy, thì các khu vực này thì như hôm qua thì chúng ta biết rồi, Nga cũng đang cố gắng là cắt các cái chỗ này và các cái chỗ này, tức là các con đường mà người ta đi xuống chỗ Lobkove và xuống Piatykhaki. Đây là đang cắt chỗ này, thì hiện nay các lực lượng của họ là đang muốn tấn công vào chỗ Zarubyanki này. Đấy, thì chính vì thế cho nên nếu mà cắt được các cái khu vực trên đường trên này thì nó rất là tốt. Thì hiện nay cũng đang giao tranh nhỏ nhỏ ở khu vực này thôi. Thực tế là thương vong của hai bên thì nó không nhiều, nhưng mà hiện nay là bên Ukraine người ta đang dùng cái loại bom chùm để mà coi như tấn công, cho nên là có thể nói cũng thiệt hại cho người Nga cũng tương đối ở đây. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại cái khu vực của bên bên này, cái khu vực Lobkove các bạn nhé. Thì các bạn biết rồi, đây lúc của va thì khu vực này thì lúc luôn luôn nóng, có thể nói là bắt đầu từ đầu cuộc phản công cho đến giờ thì ngày nào cũng đánh nhau hết. Thì ngày hôm qua họ lại cũng tiếp tục đánh theo các cái hướng như vậy, nhưng mà chủ yếu họ chọc ở giữa và cái chỗ này các bạn. Đấy,
chủ yếu là giữa đây thôi, thì là có cái xe phá mình đi trước giữa Verbova và Rabotina. Cái chỗ Rabotina chúng ta thấy cũng có vẻ tiệm cận hơn rồi đấy, họ cũng lấn, nhưng mà chủ yếu là các cái toán biệt kích thôi các bạn nha. Nhiều hôm qua cũng có mấy cái xe tăng, mấy xe bọc thép người ta cũng đi về đây, và người ta đã sử dụng các cái cũng sử dụng bom chùm các bạn nha. Ở đây nó gồm các cái lữ đoàn 33, 47 và 65. Còn các lực lượng của Nga ở phía dưới Rabotina là trung đoàn 291 và chỗ Verbova là trung đoàn 70, là coi như phòng thủ của khu vực này, cùng với các cái hệ thống công sự phòng thủ mà các cái lớp mìn rất là dày đặc. Thì họ đi thì thông thường là họ đi 2 đến 3 cái xe gọi là rà phá bom mìn đi trước. Đấy, và còn bắt đầu các xe tăng, xe bọc thép đi sau. Thì hôm qua cũng có xe tăng và 2 xe tăng và 3 cái xe tăng Bradley nữa. Đấy, và một số cái xe bọc thép và xe chiến đấu bộ binh để mà chở quân. Thế là sau khi mà Nga đã phát hiện là bắt đầu họ sẽ tấn công vào hai bên sườn của cái mũi này chính thôi, còn các cái mũi kia là nó gần như là nó gọi là nháp nháp để cho nó gọi là đánh lạc hướng thôi, chứ gọi như là để mà giàn trải cái lực lượng Nga ra thôi, chứ thực tế là nó cũng không có tấn công qua được cái gọi là cái chiến tuyến các bạn. Thế thì đã bị Nga phát hiện và tấn công, thì cuối cùng là tiêu diệt được một số ở đây, hết 190 coi như binh sĩ Ukraine tại trận, và 2 xe tăng và một số cái xe chiến đấu bộ binh cũng như là 3 cái hệ thống pháo. Thế còn mấy chiếc khác thì bắt đầu chạy vào rừng và bắt đầu rút lui. Đây là cái khu vực này của ngày hôm qua các bạn. Nói chung là họ tấn công rất là dữ dội nhưng mà không thành công, và cuối cùng là họ lùi vào rừng. Bây giờ chúng ta đi lên cái mỏm Stromovskaya này, tức là Vremica đấy. Thì chúng ta thấy là đi sát vào cái chỗ này thì chúng ta thấy bị lõm vào cái chỗ này rồi. Hôm qua tôi nói là mất 1/4 đấy, thì bây giờ có lẽ là cũng hơn 1/4, nhưng mà nói chung là cũng cái phía bắc thôi, chứ còn phía nam trung tâm thì chưa vào được. Đấy, thì có thể nói là tình hình chỗ này nó cũng đang rất là biến động. Thì có thể nói là hiện nay quân Nga đang tấn công vào các cái khu vực, tức là Rinopin này các bạn này. Rinopin này đấy, là một này, đang cố gắng là đánh ra từ Priutina này. Bây giờ họ cũng muốn xoáy vào đây nhưng mà chưa xoáy được, nhưng mà Nga thì đang muốn đánh ra từ chỗ Novodarovka này nữa cơ. Đấy, tất cả các khu vực này là Nga đánh hết rồi, và có tất nhiên rồi là Staromajor cũng đánh ra, đánh cái chỗ mà người ta đang chiếm là cái khu vực này đấy. Thì Ukraine cũng bỏ bom vào cái khu vực này các bạn, bỏ bom vào sâu vào tới trong này luôn, sâu vào đây luôn này, đó, Staromilovka này, trong này, tức là người ta đánh dọn đường rồi sẽ đánh mạnh là coi như là xuống đây này để mà xuống luôn đấy, đấy các bạn nhá, đấy là ý đồ là như vậy đấy. Đấy, nhưng mà coi như thực tế là coi như là Urasna này họ cũng chưa đánh được đâu, đấy cái khu vực này họ cũng đánh vào suốt ngày nào người ta cũng đánh vào đây hết, rồi đang xung đột với nhau ở cái khu vực mà phía bắc của Staromajor đây, thì tình hình ở đây nó cũng rất là đang căng thẳng, chứ cũng chưa có một cái gì gọi là giải quyết được hết. Còn phía bên ngoài này nữa thì Nga cũng có cái UVV của Nga là ném bom ở ngoài này các bạn nhá. Thế còn trong khi đó thì bên Ukraine người ta cũng ném bom vào phía trong này, một số cái điểm này, thì có lẽ là để mà coi như từ cái chỗ nó gọi là Levetna này họ sẽ đánh xuống đấy các bạn. Đấy, thì trước đây là họ đã từng bỏ bom vào cái khu vực này rồi này, khu vực này với một cái khu vực dưới này. Thì lâu lâu họ cứ bỏ bom đấy, là thậm chí bỏ bom vào cả cái khu vực sâu như thế này là cũng không hiểu tại sao, mà trong khi các cái tranh chấp ở chỗ này là chưa được này. Hiện nay đang tranh chấp rất mạnh cái chỗ mà Staromajor này và chỗ Priutina. Thì hiện nay bây giờ Nga thì lại đang tấn công trở lại các cái khu vực này, là cái khu vực mà trước đây đấy, trước đây mà nó thuộc về Nga đấy. Đấy, tất cả các khu này thuộc Nga hết này các bạn này, mà đã mất rồi đấy. Thì bây giờ Nga cũng đang cố gắng đang lấy lại, nhưng mà hiện nay đang chống trả cái chỗ Staromajor này. Thì còn các khu vực này thì cũng đánh cũng là lại giãn lực lượng họ ra, thì trong đó thì Ukraine nó lại đánh xuống phía sâu này để kéo lực lượng của Nga xuống. Mà thực tế tất cả ở đây là đều K52 của Nga lo hết các bạn nha. Riêng cái khu vực mà cái mỏm này là của Nga là sử dụng K52 là chính. Và cái chỗ mà cái dưới một robot tuần này thì có hai khu vực đấy là hãy dùng các loại trực thăng để mà chiến đấu thôi. Bây giờ chúng ta đi lên cái khu vực này thì cũng không có gì ghê gớm, nhưng mà riêng cái chỗ mà cái mỏ này á,
cái mỏ này có thể nói là Nga cũng đã chấn giữ được rồi, cho dù rất là khó khăn. Nó gọi là mỏ Chudovskaya, mỏ than rất là lớn ở đây các bạn nhé. Thì hiện nay là Nga cũng đang quản lý, cho dù cũng có những cái tổn thất. Và bây giờ thì sau mấy ngày bị UAV với pháo kích người ta đã tấn công vào, là một số người mà giữ trong giống như là bảo vệ của các cái mỏ than này, thì bây giờ người ta cũng có biết cái cách ẩn nấp. Và sau đó là Nga cũng có những cái phản kích trở lại. Đấy, cho nên là nó cũng giữ nhau đây thôi, chứ nói chung là cái chỗ này tôi nghĩ là giữ để cho nó có lãnh thổ thì, chứ còn thực tế là nói về nhân mạng là coi như là không nên. Đấy, người ta đã dùng UAV mà mình cứ lấy người ra mình đỡ này, rất nguy hiểm. Còn đi lên cái chỗ Adipka này, thì Adipka này chúng ta thấy là hiện nay là Nga đang cố gắng là coi như sự hiện diện chỗ Krasnogorovka này và Vesela tương đối là vững chắc các bạn nha. Đấy, có thể nói là cái khu vực này là tương đối là cứng rồi đấy, chứ mấy bữa là cứ đánh ra đánh vào khu vực này rất là nhiều. Đấy, chúng ta biết là cái chỗ mà chỗ này là Nga đánh ra này, Vesela đánh ra, Kamian đánh ra là chúng ta biết rồi, thậm chí là lâu lâu là đánh vào Latakia nữa. Thế trong khi đó thì bên Ukraine người ta cũng đánh vào, nhưng mà hiện nay là các cái khu vực này thì Nga nó làm chủ các bạn nhé. Hiện nay Nga đang làm chủ khu vực này. Chúng ta đi lên trên này cái chỗ New York này thì hôm qua là Nga cũng đã pháo kích, có thể nói là trúng một cái doanh trại, có lẽ là có cái lính đánh thuê. Đấy, cho nên là hôm qua cũng la toáng lên cái chỗ này, khi nào chỗ nào mà la toáng đây lúc đấy có lính nước ngoài các bạn nhé. Hôm qua là nổ bom này, chính thức là New York, khu vực này. Khu vực này nó hay tập trung ra đấy, nghe cái từ có vẻ Tây Tây thôi, coi như là hay tập trung vào đây là toàn lính nước ngoài thôi. Chắc có chỗ ăn chơi gì đây. Rồi chúng ta đi lên chỗ mà Krynichivka này, tức là phía nam của Bắc Mút. Thì chúng ta biết là khu vực này là rõ ràng là mấy ngày nay là tranh chấp rất là nhiều. Bên Ukraine người ta có thể nói là người ta tấn công khắp nơi đấy, nhưng mà có khả là hiện nay là Nga cũng đang giữ vững được trận địa. Thì phía tây nam của khu vực Krynichivka này thì có thể nói là các lực lượng của Ukraine người ta tấn công rất là mãnh liệt. Rồi phía bắc họ cũng bỏ bom nữa. Đấy, tây bắc của và phía tây của Krynichivka. Còn Nga thì bỏ bom ra ngoài này các bạn nhé, Oleksandrovskoye. Thì cái chỗ này là cũng trúng được hai kho đạn ở cái chỗ mà Oleksandrovskoye này, và hai kho đạn ngoài này. Đấy, tức là cái chỗ này mà các bạn biết là mấy bữa mà nó cứ từ ngoài này là nó cứ câu vào phía sau này. Đấy, câu vào phía sau của Nga đấy các bạn. Đấy, tất cả đây là tức là các cái đường mà nó tiếp tế để lên cái chỗ mà cắt hết các cái đường mà của Nga mà tiếp tế lên cái chỗ mà Bắc Bút ấy. Đấy thì nó cao ở đây thì Nga hôm qua đã đánh tan được cái khu vực này. Rất nhiều lính chết tại đây, 280 và hai kho đạn. Thì trong khi đó tại chỗ Krynichivka này thì các bạn biết hôm qua, chủ yếu cái hôm qua là đánh rất lớn ở đây. Thì có thể nói chết như rạ, xây xác thay người nhiều lắm. Nhiều bạn cứ nói là thế là cái bây giờ cái xác đấy thì bây giờ ai chôn, làm gì có ai chôn, mà nó mang về được trên xe vừa vang vừa chạy vừa rơi vừa rớt luôn. Hôm trước chúng ta có cái video rồi, tự bốc lên xe tăng cái là xe nó giật một cái là coi như cái người thì người ta còn đỡ được, chứ còn cái người chết rồi thì nó rớt xuống thôi. Đấy là bốc được ai về thì bốc, còn không thì cứ nằm lại đấy, đầy ruộng, đầy cái sườn núi ở đây các bạn nhé. Chủ cái Krynichivka có thể nói là hai bên đều sử dụng bom chùm hết. Đấy, nhưng mà Nga thì hiện nay cái chỗ này cũng sử dụng không quân là chính thôi, chứ còn bây giờ mà lấy người ra đây là rất nguy hiểm. Đấy, còn cái chỗ mà khu vực Azovka này thì các bạn biết là Akhmat rồi, phía bắc này cũng thế, là Akhmat cái khu vực này. Đấy, thì cái nói chung là cái chỗ này giao tranh rất là nghiêm trọng, nhưng mà hiện nay là Nga vẫn đang làm chủ. Bây giờ chúng ta rời khỏi cái Bakhmut, phía nam Bakhmut là chúng ta lên phía trên này, phía trên này, phía đây là Bakhmut đây. Còn chúng ta mới nói cái chỗ này thì có thể nói là bên Ukraine đang cố gắng chiếm cái đường này. Mấy ngày nay chúng ta nói hoài cái đường này nó rất là quan trọng các bạn, nên nó là gần như là cao tốc ấy. Có thể là to nhất ở đây này, nó thẳng xuống đây và thẳng xuống Bắc Mút này. Đấy thì họ sẽ đi theo cái lối này,
thì hiện nay là gạo nói chung là chưa thể chưa làm chủ được cái con đường này, đất các cái chỗ này là đều bị Nga là tấn công lại hết, nhất là chỗ Bakhivka này lúc nào Nga cũng phải có ở đây hết các bạn nhá, còn chưa nói là trong khu vực Bakhmut thì đương nhiên rồi. Thì có thể nói là cái khu vực Vesela này là họ cũng đang tấn công ngày hôm qua xuống đây, Vesela đây, cái chỗ này xuống là cũng không được, rồi chỗ Brestova thì ngày nào cũng vậy thôi. Theo tôi tin nhận được thì cũng chưa có gì, và hiện nay là Ukraine bỏ bom ở trên cái chỗ Sivet phía trên này, họ dùng UAV người ta quay khắp nơi, nhất là UAV là hay hoạt động các khu vực này các bạn này, cái chỗ mà Belorovka và cũng như là Brestova này là rất là hay trinh sát cái chỗ này. Thì không biết là phía trong này của Nga nó có cái gì không, mà cái vùng phía sâu trong này là thường hay có Nga, đây là cái vùng đó là gọi là phía bắc của Donetsk đấy các bạn nha. Đấy thì có thể nói là các cái khu vực này hiện nay cũng đang giao tranh nhỏ lẻ thôi, chứ cũng hôm qua không có gì lớn, chứ còn cái hôm trước là đánh tới Soledad, đánh mấy lần vào Soledad rồi thậm chí là cái từ Krasnopolitska này đánh xuống chỗ Luhansk này nữa, thậm chí Zakolovka này, có thể nói rất nhiều các cái điểm này là loạn lạc ở phía bắc này. Nói chung cái phong cách đánh của Nga Ukraine hiện nay là người ta sẽ đánh từ phía bắc xuống, từ phía bắc Bakhmut và phía nam Bakhmut lên, tức là đánh bằng sườn, chứ họ không có đánh mà bằng con đường này là vào các bạn nha. Đấy, từ là Ivanovka hoặc là từ Kromova vào là họ chưa đánh theo cái lối này, nhưng mà cái này thì chúng ta đã phân tích rồi, trong trường hợp mà nếu mà cái hai cái sườn phía bắc và phía nam nó ok một cái là họ sẽ quật vào, nhưng mà Nga chúng ta biết rồi, họ biết tất cả rồi. Đấy, vấn đề là khi nào và như thế nào và làm cách gì, thì tôi nghĩ là người Nga người ta hiểu quá rõ cái Bakhmut người ta đánh vào đây nó khó như thế nào, và bây giờ họ đã đang ở trong này họ giữ cái Bakhmut thì họ cũng phải biết là giữ như thế nào. Wagner là đánh vào chứ không phải là Wagner giữ các bạn nhé, đánh vào xong cái là coi 2-3 hôm sau là đi về luôn, là đi luôn. Thế mà ngày 20 tháng 5 đến ngày 25 tháng 5 là rút rồi. Đấy. Cho nên họ chỉ biết đánh vào, tấn công nó khó vào như thế nào thì bây giờ là tất nhiên người ta truyền lại cho các cái lực lượng của Nga tại đây, là lực lượng chính quy cũng như lực lượng dân quân bộ đội địa phương của Donetsk. Thì là dân Donetsk ở đây thì nó rất là thuộc đường, cho nên là họ cũng phải ở trong này, chứ không phải dân Azmat. Trước đây Azmat vào đây, nhưng mà bây giờ Azmat là cho vào các cái mặt trận khác thôi, chứ còn cái chỗ này là ở trong mà coi như là hồi đấy Azmat cũng định vào để mà coi như là cùng với lại Wagner đấy, nhưng mà về sau đâu được 2-3 ngày là coi như là Wagner, là tức là Azmat lại đi ra phía Soledad và đi về phía nam, chứ không ở đây, rồi sau đó rút về Marinka, rồi sau đó là đưa lên Belgorod, đi lung tung hết, rồi sau đó bây giờ lại về lại cái khu vực này là phía nam của Bakhmut. Chúng ta đi lên phía trên này, phía này là trên gọi là khu rừng này, thì hiện nay là UAV của Ukraine là cũng oanh tạc suốt ở cái khu rừng này các bạn nha, tức là rừng này nó rừng rậm mà, cho nên bây giờ chỉ sử dụng UAV thôi, chứ bây giờ mình sử dụng người nó cũng không có ổn. Đấy, cho nên là các cái khu vực này là hiện nay là cũng là bị oanh tạc, còn Nga thì luôn 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 là đẩy lùi cho họ ra khỏi rừng, nhưng mà thực tế là chưa đẩy được đâu các bạn. Đấy, thì toàn cái khu vực này là có thể nói là cũng đang giao tranh rất là tức là từng nhóm nhỏ một thôi. Còn cái chỗ khu vực trên này chúng ta biết là cái chỗ đấy, chúng ta đây cái chỗ mà Karazinovka này thì có thể nói là Nga đang vận động ra cái hướng tây, đang ra đi đang tây, tức là đã chiếm được một mảng rất là khá rồi. Bây giờ đi qua hướng tây là chúng ta là biết là đây là Kharkov này, trên này Luhansk, bên này Kharkov, và đánh để đánh bật xuống dưới phía dưới này. Tức là hiện nay là chỗ này là Nga cũng đang thắng thế, có thể nói là tiêu diệt ở khu vực này là 170 tên các bạn nhá. Cả cái khu gọi là Kuramovka ở trên nữa, tức là hai khu vực này. Đây, Kuramovka tức là Solovka cộng với lại cái chỗ mà Karabansinovka, hai khu vực này là 170 tên. Nói chung là cái tuyến này thì chúng ta thấy là thông thường là chúng ta hay nói là có 5 cái tuyến đánh ra. Đấy, là một cái tuyến trên này, một cái tuyến Solovka này, một cái chỗ này là cái chỗ chúng ta mới nói Karabansinovka, rồi cái chỗ này Krasnonichenka, và cái chỗ dưới này là Torska Zarchina. Đấy, còn dưới này nó là Liman. Đấy, chúng thực tế là có 5 cái vị trí thôi. Đấy, Liman và Kurian. Đấy, thì chúng ta thấy là chỉ có hai cái vị trí này là Nga đánh tốt này. Đấy là vị trí này này.
vào vị trí này. Còn cái vị trí này thì lúc được lúc không, trên này cũng lúc được lúc không. Còn cái chỗ Krasnodar này thì bị Ukraine tấn công trở lại các bạn nha. Đấy, tấn công các bạn thấy lõm ở đây rồi này. Đó. Đấy, chỉ có khu vực này thôi, chứ còn Nga nếu mình nhìn cách tổng thể thì cái chỗ khu vực này là hiện nay đang xuống đây nữa. Đấy. Còn cái chỗ này nếu mà trong trường hợp mà nó đã vượt qua được cái sông, nó gọi là cái sông Zarabes, nó có một cái sông nhỏ, nếu vượt qua được cái sông này thì có thể là tấn công nó dễ hơn. Thì cái mũi này là có lẽ là Nga sẽ tấn công lên Kurian, còn phía ngoài này tấn công là sẽ tấn công xuống Kurian. Đấy là nó như vậy. Đấy, thì còn cái này trong trường hợp mà cái chỗ mà Karachinovka này mà ok, cái là người ta sẽ đánh xuống dưới này, xuống Liman, tức là nó sẽ giải phóng cái khu vực này. Đấy là trong cái ý đồ chiến thuật tôi nghĩ là như vậy thôi. Chứ thực tế là cái chỗ mà cái chỗ Kremlina này người ta đánh ra cũng đơn giản thôi, chứ không có gì là khó hết. Nhưng mà nếu mà đánh ra mà anh không giữ được, anh phải đánh đồng bộ luôn, tại vì nó có một con đường, với lại nó có ngoài này chúng ta biết là có một con sông mà có một rặng núi. Đấy là đánh một đồng bộ luôn tất cả các cái mũi này ra thì nó mới chiếm được hết toàn bộ này. Thì nó lại phụ thuộc vào các khu vực dưới nữa, thì chúng ta cũng chưa thể nói trước được. Còn chỗ Kurian này thì các bạn biết là hôm nay lại tiến thêm được một tí cái mũi rồi, chứ hôm qua bị cắt cái mũi đây. Hôm qua chúng ta thấy là cắt một cái mũi ở đây này. Đấy, tức là đây, không phải cái này. Đấy, cắt cái mũi ở đây thì bây giờ bắt đầu Nga bắt đầu tấn xuống được một tí ở đây. Và chỗ Sinkovka này đang cố gắng lấy Sinkovka, nếu được thì mới nói chuyện cái chỗ Kurian này. Đấy, còn nếu không thì chưa thể nói được đâu. Đấy, hiện nay vẫn đang cái khu vực này. Thì cái chỗ này giao tranh thì cũng tiêu diệt là 110 em các bạn nhé, 110 binh sĩ của Ukraine. Còn cái chỗ biên giới này á, chúng ta thấy cái biên giới này thì hiện nay là Nga bắt đầu là pháo kích qua các cái khu vực này, ba khu vực. Một là tức là các cái chỗ lõm này này, đây là một này, đây là hai này. Và là chỗ mà Ostanka, tức là hiện nay là Nga là tấn công qua bên này. Chứ bây giờ là nó, mấy ngày trước là nó tấn công qua đấy các bạn, mấy ngày trước là nó tấn công qua đây nè, mấy ngày trước là Ukraine tấn công qua đây, nhưng mà hôm nay thì đã tức là không còn cái vấn đề này nữa. Đấy, thì hiện nay khu vực biên giới là chỉ có ba cái vị trí này, thì chúng ta xem video là chúng ta sẽ tưởng tượng ra được cái nơi mà Nga đang muốn đánh. Thì buổi sáng chủ nhật nó cũng có một số thông tin như vậy thôi, thì có sẽ thông báo các bạn. Còn tí nữa tôi làm cái thông tin về cái thời sự quốc tế thì các bạn đón xem, chắc là sau cái video này khoảng 2 tiếng đồng hồ. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye.